Bén duyên với lĩnh vực kinh doanh thực phẩm chay cũng đã lâu, nhưng mà đến hôm nay em mới có đủ tự tin làm một cái clip để giới thiệu về các sản phẩm mà bên em đang có đến cả nhà mình. Thì bên em có các sản phẩm chay từ các thực phẩm khô mình có thể để dùng lâu, và các sản phẩm đã chế biến sẵn rất là tiện lợi, và các thực phẩm chay đông lạnh. Em rất vui và biết ơn các anh chị khách hàng đã ủng hộ em, nhất là các chị có tầm rộng lớn, thường xuyên đặt hàng để gửi, ủng hộ đến các chùa ở các tỉnh vùng xa. Em mong rằng trong thời gian tới em sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ của các anh chị hơn nữa. Em biết ơn rất là nhiều ạ. Thank you.